chúc mừng bạn đã tham gia thành viên và hãy tận hưởng những ưu đãi. Đây, đúng rồi, khi mà mua xong thì nó mới bắt đầu tính 30 ngày nha anh em. Vậy là cái gói này khá là ok đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm hacker. Thấy cái gì không? Không cần làm nhé, mà chúng ta sẽ hoàn thành luôn nè. Như một hacker. Ôi, cái này cũng nhận được luôn này. Hello anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Alan Game. Và mình là Alan Game đã. Vô kênh Alan Game thì chắc chắn là gặp Alan Game rồi. Ok, thì ngày hôm nay như cái tiêu đề và cái đoạn đầu thì các bạn đã xem, thì mình sẽ thử trải nghiệm xem là cái gói bỏ qua quảng cáo của Play Together mới vừa được cập nhật ngày hôm nay luôn. Hiện tại mình đang quay video này là vào lúc ngày 14 tới tháng 9. Ok, 14 tới tháng 9, nó mới vừa được cập nhật luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử xem là cái gói bỏ qua quảng cáo đó nó như thế nào. Mình nghe nói là khi mà mình mua cái gói bỏ qua quảng cáo đó xong á, là mình giống như là hacker vậy đó anh em ạ. Mình không cần phải xem quảng cáo và mình hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ, rồi mình nhận được hết tất cả các quà quảng cáo luôn. Là bây giờ mình sẽ chứng thực cái gói quảng cáo này để xem nó như thế nào nhé. Ok, anh em trước khi đến video các bạn hãy nhớ cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè, bấm vào nút subscribe để đăng ký, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video trong tương lai nha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu mua thôi. Rồi, mình đang có mặt ở trong Gameplay Together và hiện tại có một thanh niên tên là Kuma Cá Hộp đang đứng đây mới thả tim cho tôi. Chắc nó không biết tôi đang quay video đâu. Để nó đi. Đấy, thì ở đây mình đã có mấy bộ đồ ở đây, rất là xịn sò con bò. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào chuyên môn đây. Khi mà bây giờ các bạn vừa game là các bạn phải cập nhật phiên bản mới. À, cập nhật một cái bản nhỏ để nó thêm thôi. Và khi cập nhật bản nhỏ này thì các bạn sẽ thấy ở đây, nó có một cái là gói là vô đây cũng được. Đây. Đây, gói mang tên là thành viên Plus phí hàng tháng ADS quảng cáo nè, 30 ngày. Ok, mình chưa biết là khi mua nó mới bắt đầu tính 30 ngày hay là nó tính luôn cái gói của nó thì mình chưa biết ha. Thì mình cứ mua thôi anh em ạ. Thì cái gói này á, thứ nhất á là chúng ta sẽ được cái phần thưởng điểm danh X2 nè. Mỗi ngày mình điểm danh mình sẽ nhận được quà đúng không? Và cái này nó sẽ cho mình nhân hai cái phần quà đó. Thứ hai là nhận ngay phần thưởng miễn phí, là có một số các phần thưởng miễn phí mà cần phải xem quảng cáo thì mình nhận luôn, mình không cần xem. Miễn phí hoàn thành ngay nhiệm vụ hàng ngày, là cứ đăng nhập vào game rồi hoàn thành mà không cần làm gì hết. Cái này khá là lợi khi mà những bạn nào mà không có nhiều thời gian chơi game nhưng mà vẫn muốn nhận được hết tất cả các quà. Rồi miễn phí bốc thăm hộp quà quảng cáo, vậy là cái hộp vịt không gian của mình lại được mở quảng cáo, mở phi luôn, miễn phí luôn. Nhận ngay điểm vương miện miễn phí, phần thưởng nhiệm vụ X3, giảm giờ phát triển thú cưng, giảm thời gian phát triển chậu, vượt qua một số các vòng trong chướng ngại vật. À, cái này mình phải chơi game, ok. Rồi, để coi cái còn gì nữa. Số lần câu cá không giới hạn là đỉnh vậy. What? Cái gói này căng thẳng nhờ. Và nó 118 ngon. Ồ, 118 ngon. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thêm một cái gói 30. À, gói này gói cũ rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cùng chứng thực cho anh em xem là cái gói này nó hiệu quả và nó hacker như thế nào nha. Và các bạn thấy ở đây nó có một cái hình mang bảng tên đẹp trong thời gian mua hàng, là khi mua cái thẻ này, ngoài những cái ưu đãi quà tặng miễn phí bỏ qua quảng cáo này thì các bạn còn được một cái tên của mình màu tím nữa. Bây giờ mà đi ra đường trong Play Together mà thấy cái tên này có cái bảng màu tím là các bạn biết là người đó mua cái gói này 118.000 đại gia. Rồi, thì mình sẽ chứng thực cho anh em nhé. Mình sẽ mua, ok, mình sẽ mua cái gói này thử. Thì lần trước mình đã liên kết xong rồi, khi mình mua cái gói gấu rồi, gói hiệp sĩ rồi. Thì bây giờ cái quá trình mua mình sẽ đơn giản hơn thôi, bấm vô mua. Lại bắt mình phải nhập mật khẩu. Trời. Nó bắt mình phải nhập mật khẩu lại nữa nè. Trời ơi, hôm bữa cái bước nhập mật khẩu này tôi mất khá là nhiều thời gian của tôi luôn á. Từ từ nha, để tôi xem lại cái đã. Tôi khổ lắm, cái bước nhập mật khẩu này nó phiền phức lắm luôn á anh em ạ. Rồi, thanh toán thành công. Ok, nó hiện lên thanh toán thành công rồi mọi người ạ. Đã mua tư cách thành viên Plus. Chúc mừng bạn đã tham gia thành viên và hãy tận hưởng những ưu đãi. Đây, đúng rồi. Khi mà mua xong thì nó mới bắt đầu tính 30 ngày nha anh em. Vậy là cái gói này khá là ok đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm hacker. Đầu tiên thì các bạn thấy ở đây cái tên của mình với cái tên của con cá hộp nó có màu tím, nó khác biệt chưa? Nó đặc biệt chưa? Thứ hai, thì chúng ta khi bấm vô cái nhiệm vụ hàng ngày, các bạn sẽ thấy cái gì không? Thấy cái gì không? Không cần làm nhé, mà chúng ta sẽ hoàn thành luôn nè. Như một hacker. Như một hacker luôn anh em. Ôi trời ơi. Tôi không cần xem quảng cáo, tôi không cần làm gì cả. Nó phục vụ trong cái vấn đề quay video, nó rất là hiệu quả luôn nha anh em. Những bạn nào mà là YouTuber cái kiểu là chắc là ai cũng mua cái gói này hết thực sự. Tại vì nó quá là lợi hại. Nó như một hacker, các bạn thấy không? Các bạn thấy tôi chỉ làm xong tất cả các nhiệm vụ ngày trong tích tắc 30 giây. What? Mình kiểu
Cái này cài bản hát rồi. Đứa nào mà nó không biết cái gói này mà nó thấy mình quay video như đến khúc này nó skip qua khúc đầu á thì nó cứ nghĩ là mình đang hát rồi anh em ạ. Ơi cái này cũng nhận được luôn này. Mỗi ngày anh phải mất hàng giờ đồng hồ để anh xem tất cả những cái quảng cáo này anh em. Và không phải lúc nào mình cũng được xem hết quảng cáo trong một lần mà mình phải đợi nữa. Các bạn thấy kinh khủng không? Một phần đặc biệt đó là mình nhận được cái này nè. Đây, mình nhận được 3 lần cái này luôn nè. Ủa mà cái này nó ra trễ quá ha. Tôi hoàn thành cái gói gấu của tôi 30 ngày rồi mới ra. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn còn những cái lợi thế khác. Bây giờ mình đến hộp dịch không gian nè. Ra con dịch luôn mới ngầu. Ra con dịch trong video này luôn mới ngầu bạn. Con dịch. Làm ơn tôi. Làm ơn Bali, làm ơn. Làm ơn Bali, làm ơn. Đạch. Hộp cuối cùng. Làm ơn còn có một ngày nữa là hết cái hộp con dịch này rồi. Trời ơi. Tiếc quá. Phải mà nó ra cái gói này sớm chút xíu là mình có thể mua được cái đó rồi mọi người. Còn gì miễn phí nữa không ta? Ở đây hết rồi. Đá quý nè. Đá quý không có miễn phí anh em ạ. Ôi nó ra thêm một cái giá trị mới là vàng nè anh em. Giá trị này mới thôi nha. Hôm qua mình vào game mình vẫn chưa thấy. Đây sản phẩm vàng để tôi Together đây cái này mới. Còn nhận được cái gì nữa không ta? Tin tức. Ok thì nó chỉ có đang quảng cáo cái gói này và cái khủng long thôi. Ủa cái này ở đâu? À cái này là mình phải mua một cái gói mang tên là gói khủng long 178k. Thì mình sẽ được độc quyền hai món này. Thì cái này mình từ từ đi, chắc là sẽ có cách khác để săn thôi. Chưa cần mua vội đâu. Ở đây thì điện thoại của mình bây giờ nó thêm cái này hay là trước giờ mới có, mình mới biết thôi à. Đây ở đây mình thấy ha, nó sẽ có những cái thông tin. Mình cũng phải đăng ký cái kia mới được. Đây các bạn thấy, mình nhận được khá là nhiều quà luôn. Kèm với đó nữa thì mình cũng đã nhận được cái phần quà bảo trì là một cái loa gì đó của radio. Mình sẽ bỏ trong cái phòng chiêu luôn. Bạn nhận được phần thưởng nhảy đúp trong việc đăng nhập gì nè, không biết. Thì mình nhận hết đi. Đấy, nhận quà này được cái gì? Ủa vậy thôi hả? Tiếc vậy. Thì cơ bản cái gói nó là như vậy thôi anh em ạ. Thì nó sẽ cho mình nhận được khá là nhiều thứ và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Tiếp theo thì chắc video này nó khá ngắn ấy, thì mình sẽ đăng ký thử cái này. Nó có cái đăng ký đối tác nè, mình chưa đăng ký cái này anh em ạ. Mình đăng ký cái này nhiều khi view mình lên được chút. Trời ơi kênh mình 40,000 sub mà không ai xem chứ ấn trội. Rồi để tôi đăng ký thử cái này nha. Ok, ở đây là tôi đồng ý, tôi không đồng ý cái gì nè. Mình sẽ tôi đồng ý đi. Rồi tiếp. Điều kiện trên 13 tuổi, ok, tuân thủ, ok. Tên thật của bạn nè. Mình đã dấn thân vào con đường nạp cái game này rồi. Cho nên là bây giờ mình phải đăng ký thôi anh em ạ. Phổ thân Alien Game. UID nè. Email. Rồi, tên kênh Alien Game thôi chứ gì đâu. Địa chỉ kênh, rồi bây giờ làm sao copy địa chỉ kênh. Rồi, để chút xíu. Ok, địa chỉ kênh thì mình nghĩ là nó là cái link YouTube của mình thôi. Vui lòng liên kết các kênh chính của bạn ngoài YouTube, ví dụ Facebook. À cái này là link Facebook đúng không? Ok, mình sẽ dán cái link Facebook nha. Rồi, mình dán link Facebook vô đây. Gì nữa không? Tôi đồng ý. Rồi, gửi. Rồi, cái này mình gửi thôi, mình sẽ đợi mail phản hồi từ Play Together thôi, như vậy là xong. Nhưng mà với cái gói này nó câu không giới hạn như vậy thì mình nghĩ mình có thể câu ngoài biển. Không sợ lỗ nữa. Rồi. Thì đây mấy cái đồ dư dư mình đang để trên đây ha, mình kệ nó đi. Mình sẽ nhận mấy cái này. Sau đó mình tiếp tục trồng. Đấy, mình cứ trồng hoa hướng dương thôi em ạ. Để coi coi cái gói này nó cũng chỉ cho mình trồng ba cái hạt hướng dương thôi ha. Nó không cho mình nhiều hơn. Ok, nó không tăng giới hạn trồng cây mà nó chỉ giảm cái thời gian phát triển là thôi. Thì chúng ta sẽ thử xem. Đấy, mình sẽ còn khoảng 23 tiếng. Khoan. Giảm được nè. Để coi coi giảm được bao nhiêu lần nhá. Đây. Để coi coi mình giảm được bao nhiêu lần nhá. Đó, mình sẽ tưới cây. Sau đó mình sẽ kiểm tra lại. À, mình giảm được một lần anh em ạ. Đấy, thì nói chung là mình sẽ không cần xem quảng cáo để mấy cái đó nữa. Mà mình cứ múc thôi. Mình không cần xem quảng cáo nữa. Rồi mấy con này cũng vậy nè, bảo đảm luôn. Đây, ví dụ mình cho con này 700 đi. Con này 700 đi. Rồi. Sau đó thì mình chết cha con này full cấp rồi. Tiếc 700 tiền.
Đấy, mình có thể không cần xem quảng cáo mà mình sẽ giảm nhanh 30 phút cho cái gói khuyến mãi của mình. Đỉnh chưa? What's up? Còn gì nữa không ta? Trong đây hết cái gì để xem quảng cáo rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại bên Blazer để mình bắt đầu đi câu cá ngoài biển. Hy vọng là trong cái trường hợp này là mình, trong cái video này mình câu được cái gì đó xịn xịn luôn đi. Hiện tại hồi nãy mình thấy là cái cần câu cá của mình đang có là 7 đúng không? 7 điểm, còn 7 độ bền. Đây, chỉ còn có 7 độ bền thôi. Thì bây giờ mình sẽ vét cái kiếm này. Hoàng tử trong tay có kiếm. Video trước các bạn xem là hiệp sĩ trong tay có kiếm đúng không? Còn bây giờ là hoàng tử trong tay có kiếm nha. Thì hoàng tử trong tay có kiếm sẽ chạy qua bên cái thuyền kia để coi coi là hoàng tử có câu được gì không. Câu chỗ nào ngon ta? Giờ này mình cũng không đi câu ngoài biển nên mình cũng không có gành đó mọi người. Mình cứ câu đại thôi ha. Chắc là mình sẽ câu cái thuyền đây, tại vì nó màu xanh xanh vàng vàng, có hoàng tử ếch trên đó nữa kìa. Đấy, hoàng tử ếch với hoàng tử đẹp trai sẽ câu chung với thuyền. Ây da, lọt rồi, hoàng tử đẹp trai lọt rồi em ơi. Alo alo alo, cứu cứu hoàng tử đẹp trai ơi, cứu 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 hoàng tử đẹp trai chết đuối rồi. Ây ơi, mình sẽ câu thử để coi coi nó có tốn độ bền gì không. Nãy mình sẽ thả thằng câu xuống, mình sẽ mình sẽ bấm chữ G tại vì mình đang chơi giả lập. Trắng thì dính, dính thì lên một con cá bạch tuộc. Ủi ồ, rồi mình sẽ câu chút xíu đi rồi mình hãy chết độ bền sao, tại vì mình mới câu một hai con mà chết làm chi đúng không. Mình sẽ câu khoảng 5-10 con gì đó rồi mình chết độ bền để xem là nó có câu không giới hạn là như thế nào. Chưa biết, để coi, để câu thử vài con. Kéo nè mày hả bưởi. Ok, cá thu. Các bạn biết câu được cái mập luôn không? Trong video này câu được cái mập luôn mới đỉnh nè nha. Không, các bạn thấy cái chữ mình đặc biệt hơn mấy đứa khác chưa? Chữ mình nó màu tím, chữ mấy đứa kia trắng xanh xanh tào lao tào lao, chữ tôi chữ màu tím. Tôi kéo luôn chứ. Ok, để tôi làm lại. Kéo màu tím. Trời ơi, mày bự lắm mà con cá này. Vậy mà tao tưởng cá mập cá ư. Để tôi nói. Ơi, cá này nhỏ vậy, hỏi đi. Em thấy bảng tên của anh màu gì? À, biết nó thấy không ta? Chắc chắn là màu tím rồi. Đúng rồi, 118k mà. Kéo. Ừ. 215 tiền một con cá dương miệng nha. Tiếp, mình câu được 4 con rồi đúng không? Câu thêm một con nữa mình chết lại à. Câu thêm một con nữa mình chết độ bền xem là còn bao nhiêu độ bền nè. Câu cá không giới hạn là không tốn độ bền cần câu. Nếu như hiểu theo cách đó là đúng. Lại là một con cá bự. Hoàng tử trong tay có kiếm sẽ giật con cá này lên. Liệu có phải là một con cá có tiền nữa hay không? Trời ơi, nó dụ mình kìa, nó dụ mình he he. Mày dụ anh nè. Trời ơi, con cá bò cạp. Cần câu vẫn hư nè. Vẫn tốn tiền sửa mà. Ủa khoan, xí. Câu cá không giới hạn là sao? Từ từ, để tôi coi lại cái gói đó. Câu cá không giới hạn. Số lần câu cá không giới hạn. Ủa là hiện tại đang bị giới hạn thời lượng câu cá hả ta? Thì cái đó mình chưa biết. Thì nói chung á là cái gói này chỉ thực sự nó có hữu ích cho những bạn nào không có nhiều thời gian chơi game nhưng mà các bạn vẫn muốn nhận được hết tất cả phần quà ở trong game thì các bạn có thể mua cái gói này với 118k nhé. Ok, thì đơn giản là như vậy thôi. Thì mình nghĩ là chắc là video này mình cũng sẽ dừng tại đây thôi. Thì nó đơn giản quá mà. Chủ yếu là chúng ta sẽ cho các bạn thấy được cái sự hack game của cái gói này. Các bạn thấy hồi nãy mình nhận được rất là nhiều phần quà tặng, nhận như điên như dại luôn. Là nói chung á là tất cả những cái gì liên quan đến quảng cáo là các bạn đều sẽ được nhận free hết. Tất cả những gì liên quan đến quảng cáo là đều được nhận free hết và không tốn một đồng và không tốn một khoảng thời gian nào để các bạn xem quảng cáo hết. Thấy ghê chưa? Kể cả hồi nãy gói quà tặng bên đây mình cũng nhận hết luôn. Thì trong 30 ngày á các bạn nghĩ thôi. Các bạn thử tưởng tượng rồi, trong 30 ngày thì các bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền sao và bao nhiêu kim cương trong tất cả các gói quà tặng đó. See?
Ok, và như vậy thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video chụp này. Cái video này đơn giản thôi nha, để chúng ta trải nghiệm cái gói đó thôi. Mình sẽ còn tiếp tục làm về Play Together nữa. Và các bạn muốn những cái nội dung nào được xuất hiện trên Play Together thì bạn có thể comment bên dưới, và mình sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sắp tới nha. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn. Và nhớ để lại cho Alan Game một like, một share, đăng ký kênh nha. Bye bye. Hẹn các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.